Như mình đã nói mấy lần trước á, vấn đề giao hàng thì mình không đánh giá cao giao hàng ở VNPT. VNPT giao hàng rất là ẩu, và những cái thứ như xà bông, xà biếc này như này thì mua giao bên VNPT nó giao mất méo lắm. Đợt này thì nó giao đỡ hơn, đợt này của VNPT nó đỡ hơn. Đợt trước của mình mua cũng loại này nè, nhưng mà nó đổ hết ở trong luôn, nó bị mớp á. Đợt này thì ở ngoài nó không có ghi rõ thôi. Đây là cái chai rượu của mình, gói bằng cái hộp hộp Tiger, bia Tiger. Eastman dầu gội nước hoa phai active thơm mạnh mẽ. Cái loại này là loại 650 gram. 650 gram 130 130 mấy 135 nghìn. 650 gram 135 nghìn. Các bạn thấy có rẻ không nhỉ? Mình nhớ là nó rẻ hơn siêu thị á, nên người mua. Rẻ hơn siêu thị. Chợ thì nó không có bán loại này đâu, chợ nó bán cái loại gì đâu không à. Với lại nó bán cái loại nhỏ nhỏ mà, mình mua cái loại này xài nó lợi hơn. Chai này mình xài rất là lâu luôn. Đợt này đóng nó có bịch cái này lại cũng khá là kỹ nha. Đợt trước hình như nó không có bịch biết gì cho nên để nguyên vô đây nó gói vô đây luôn. Xem nào. Xem. Wow. Có cả giấy đổi trả gì nữa này. Mình chỉnh lại tí. Cái gì không thấy nè. Rồi sáng. Cụ thể là nó cho mình ở con này không phải là quá đơn thôi, cái này là chỉ là quá đơn thôi. 135.000. Đây mình đã chỉnh lại nè. Này quá đơn các bạn thấy không? 135.000. Phí ship là 26 năm. Và mình có cái voucher giảm giá nè. Quá đơn thôi. Vừa đúng hết vô rồi. Ok, đây là phần review cái sản phẩm dầu gội mình mua trên mạng đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn nào cảm thấy là cái giá này nó rẻ hơn ngoài siêu thị hay là rẻ hơn những cái nơi bạn mua thì bạn có thể mua bằng cái link ở dưới, mình có để ở phần dưới mô tả. Các bạn mua bằng link đó thì nó nếu mà rẻ hơn thì các bạn mua bằng link đó. Theo mình thì những cái này bạn ở trên thành phố thì bạn mua những cái này nó ship rất là rẻ, ship về tận nhà luôn. Còn ở quê xa thì như mình ở quê ở xa thì khi có những cái chương trình mà giảm giá thì mình sẽ dùng những cái mã đó để mình mua những cái sản phẩm như thế này. Đó, nó ship về tới tận nhà luôn. Bạn khỏi mua, vì ở quê thật sự đó có kiếm những cái loại này rất là cái nhiều nhiều chỗ rất là khó luôn á, kiếm những cái này nè. Không phải là các bạn trên phố các bạn không biết đâu, ở dưới quê kiếm những cái loại này rất là khó. Ít chỗ bán lắm, mà nó bán cái chai nhỏ xài rất là mau, mua cái chai to này nè. Xài rất là tiện và rất tiết kiệm, xài rất là lâu luôn á. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký và like, share giùm mình nữa nha. Chào. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.